Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2022, liên doanh Maruti Suzuki đã chính thức ra mắt mẫu SUV hạng B mới ở thị trường Ấn Độ, đó là Grand Vitara. Đây chính là mẫu xe được phát triển chung với Toyota Urban Cruiser, Hyryder đã trình làng ở thị trường Ấn Độ vào tháng trước. Theo hãng Suzuki, Grand Vitara thế hệ thứ 5 sẽ là xe toàn cầu. Mẫu xe này sẽ được bán ở thị trường Ấn Độ đầu tiên, sau đó mới đến các quốc gia khác. Suzuki Grand Vitara trên thực tế không phải là cái tên xa lạ với người tiêu dùng Ấn Độ. Mẫu SUV này từng được bán ở đây dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên, ở thế hệ mới, Suzuki Grand Vitara sẽ được Toyota lắp ráp tại nhà máy cây Anataka ở Ấn Độ, cùng với Urban Cruiser Hyryder. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Global C của Suzuki, Grand Vitara 2022 sở hữu chiều dài 4.345mm, chiều rộng 1.795mm, chiều cao 1.645mm và chiều dài cơ sở 2.600mm. So với những mẫu SUV hạng B cùng phân khúc như Kia Seltos hay Hyundai Creta, Suzuki Grand Vitara 2022 có chiều dài cơ sở chỉ ngắn hơn đúng 10mm. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, Grand Vitara 2022 mang diện mạo tương đồng với những mẫu xe cùng thương hiệu như Across hay SX4S Cross ở nước ngoài. Khi nhìn trực diện, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt Nextway màu đen, được bao quanh bằng viền màu tối và tích hợp logo của hãng Suzuki. Điểm nhấn tiếp theo là hệ thống đèn 2 tầng, trên đầu xe với dải đèn LED định vị ban ngày 3 bóng phía trên và đèn pha vuông vắn bên dưới. Để mang đến vẻ khỏe khoắn cho mẫu xe này, hãng Suzuki đã trang bị vòm bánh cơ bắp, đường vai xe check lên ở cột C và bộ vành hợp kim 6 chấu kép. Trên vòm bánh và sườn xe còn có nẹp nhựa màu đen theo truyền thống của phân khúc SUV. Đằng sau, Suzuki Grand Vitara 2022 gây ấn tượng với cụm đèn hậu thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe. Tạo hình bên trong đèn hậu là những dải đèn nhỏ nằm ngang, xếp thành 3 cột mỗi bên. Ở giữa đèn hậu là logo của hãng Suzuki trong khi tem chữ nổi Grand Vitara nằm ngay bên dưới. Thêm vào đó là cột đèn nằm dọc ở hai góc đuôi xe và tấm ốp cỡ lớn trên cản sau. Bên trong xe, Suzuki Grand Vitara 2022 được bọc bằng chất liệu giả da màu đen phối những điểm nhấn màu vàng champagne hoặc đỏ bordeaux phối bạc. Không ngạc nhiên khi mẫu xe này dùng chung một số trang bị nội thất với Toyota Urban Cruiser, Hyryder như vô lăng, nút chỉnh điều hòa, cửa gió và các nút chỉnh cửa sổ. Tuy là SUV giá rẻ, nhưng Suzuki Grand Vitara 2022 được trang bị không tồi chút nào, với màn hình hiển thị thông tin kính lái, màn hình cảm ứng 9 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Smart Play Pro Plus và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Tiếp đến là ghế trước có tính năng làm mát, hứa hẹn mang đến cảm giác thoải mái cho người lái và hành khách. Ở các bản cao cấp, xe sẽ có thêm camera 360 độ, sạc điện thoại thông minh không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hệ thống đèn viền cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói dùng Google và Siri. Trong khi đó, những trang bị an toàn của xe gồm có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, phanh đĩa trên 4 bánh và 6 túi khí. Cũng như Toyota Urban Cruiser Hyryder, Suzuki Grand Vitara 2022 tại thị trường Ấn Độ có hai loại động cơ. Thứ nhất là hệ chuyển động mild hybrid có tên Smart Hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5L và motor điện, tương tự loại dùng cho Suzuki Ertiga hay XL6 mới. Kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp đi kèm lẫy chuyển số sau vô lăng, hệ chuyển động này tạo ra công suất tối đa 103 mã lực và mô men xoắn cực đại 107 Nm. Đặc biệt, hệ chuyển động Smart Hybrid của Suzuki Grand Vitara 2022 có thể kết hợp với công nghệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu OnGrip AVKD. Ở phiên bản OnGrip AVKD, xe có 4 chế độ lái là Auto, Sport, Slow và Lock, chọn qua núm xoay trên cụm điều khiển trung tâm. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Suzuki Grand Vitara 2022 là 21,11 km/L, khoảng 4,73 lít trên 100 km, với bản 2VKD số sàn, 20,58 km/L, 4,85 lít trên 100 km, với bản 2VKD số tự động và 19,38 lít trên 100 km, 5,15 lít trên 100 km, với bản OnGrip AVKD số tự động. Tùy chọn động cơ thứ hai của Suzuki Grand Vitara 2022 là hệ chuyển động hybrid với máy xăng Atkinson Cycle 4 xi lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 92 mã lực và mô men xoắn cực đại 122 Nm. Động cơ kết hợp với motor điện có sức mạnh tương ứng là 79 mã lực và 141 Nm cùng hộp số ECVT. Công suất kết hợp của hệ chuyển động hybrid này là 114 mã lực.
Nhờ đó, Suzuki Grand Vitara 2022 có thể chạy 25 km mà không cần dùng động cơ xăng và chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 27,97 km/lít, 3,57 lít trên 100 km.